chập trùng bên dòng suối quanh co. Mây xanh phủ dần lưng đèo, bình minh đã lên rồi. Vui thay tiếng chim hát ca trong rừng, làm hồn ta ngất ngây. Bước nhẹ chân trên đường xa, tháng năm miệt mài nơi chốn núi rừng. Sáng mai mẹ Bình đem ra chợ đổi gạo. Lý Chân Tâm ơi, Lý Chân Tâm, Lý Chân Tâm, làm gì đó mày? Bác Mười, ủa, bữa nay bác đi lưới sớm quá vậy? À, sáng nay trời êm nên tao đi sớm. Còn mày, lúc này sao mày? Khỏe không? Khỏe thì có khỏe, nhưng cháu ăn cơm không có được. Mày ăn bữa mấy chén mà nói ăn không được? Dạ có 6 chén à. Gì? 6 chén mà nói ăn không được? Lúc trước cháu ăn một bữa tới 8 chén á. Sao lúc này ăn ít vậy? Cháu cũng không biết tại sao nữa. Sáng nào trước khi đi vô rừng đốn củi, mẹ cháu cũng lo cho cháu ăn 4 đòn bánh tét, nên khi về nhà cháu ăn cơm không có được. À, trời đất ơi, mày giọng vô 4 đòn bánh tét, bụng dạ đâu mà mày chứa nữa. Vậy mà cháu tưởng cháu bệnh chứ. Tâm mà, mày khờ vừa vừa vậy nghe Tâm. Mày mà cứ ba trợn như vậy hoài á thì biết chừng nào mới có vợ với người ta. Có vợ làm chi vậy bác? Thì có vợ để làm ăn chứ làm chi. Thằng nổi lạ. Không có vợ cháu cũng biết làm ăn vậy. Cháu biết đốn củi nè, cháu biết nấu cơm, cháu biết... Thôi, dẹp, dẹp mày đi. Hèn chi bà con nói sớm kêu mày bằng ngốc tử cũng phải. Tên ngốc tử nghe cũng ngộ ngộ bác Mười ha. Ngộ à, ngộ khỉ khô á ngộ. Mày biết không, ngốc tử á nghĩa là thằng ngốc. Vì mày đây vừa dạy lại vừa khờ. Cháu dạy khờ nhưng cháu không có hại ai. Cháu biết cung kính người trên và hiếu thảo với mẹ già. Biết vậy nhưng ở đời phải khôn ngoan mới được. Chớ nếu cứ bờ bờ ngốc nghếch như mày thì làm sao khá nổi với đời. Giàu gì nổi mà giàu, cái tứ cánh không bể hột cơm. Bác nói bác khôn sao bác cũng nghèo mạt rệp. À, đó là tại tánh của tao, tao không thích làm giàu. Đi lưới đi câu kiếm được con cá nào, tao đổi rượu đem về nhậu một bữa quắt cần câu. Bởi vậy bác mới nghèo, vậy mà bác rầy cháu. Không phải rầy, đó là tao khuyên mày, nhắc nhở mày đó chứ. Thôi trưa rồi, tao lo đi lưới cá. Mà nè, nhớ lời tao dặn nghe không? Hiền hậu á là điều tốt, nhưng phải khôn ngoan, nhất là phải biết thương người. Nhớ nghe mày. Dạ. Bác Mười dặn mình phải hiền hậu thì hồi nào tới giờ mình cũng không giữ với ai đâu. Còn thương người á thì mình thương mẹ nè, thương bà con lối xóm, cho tới con gà, con chó mình cũng thương nữa. Còn khôn ngoan là sao? Ai biết khôn ngoan là sao đâu. Ôi thôi thì khôn hay ngốc cũng do mình thôi. Ai khôn cũng mặc ai. Mình ngu, mình cam mình ngu. Thân hạ tiện vô rừng vô bụi, đốn củi đem về nuôi người mẹ già. Tâm ơi Tâm, Tâm ơi, xuống đây, xuống đây. Tâm, bữa nay gặp mày tao hên quá. Tao nhớ được con cá chép. Chà, con cá chép đẹp ghê ha. Thịt nó ngon lắm nghe mày, bán được nhiều tiền lắm á. Thôi,
tao về cho kịp buổi chợ. Khoan đã bác Mười. Gì mày? Bác, để con cá này lại cho cháu đi. Ý, bữa nay mày xài sang quá mày. Dám ăn con cá này. Mà có tiền không? Dạ không. Gì? Trời đất ơi, không có tiền mà đòi mua cá. Bác bán chịu cho cháu nha. Giỡn mày, cá gì mà cá bán chịu? Bán chịu cho mày rồi, tiền đâu tao mua rượu. Thôi mà, bác bán chịu cho cháu đi. Ngày mai cháu qua nhà bác giá lưới này, trét ghe cho bác 3 ngày, trừ tiền cá, bác chịu không? Thôi, được rồi. Thấy mày nói quá, tao cũng không nỡ từ chối. Nè, cầm đi. Dạ. Bữa nào á, mày có tiền nhớ đem trả tức thì. Tao không cần mày giá lưới cho tao, hay bày đặt trét ghe trét xuồng. Vậy thì bác cứ lo về trước, cháu lên nè đừng giác củi về sau. Nè nè, về sớm đi kẻo cá nó ưng. Bữa nay tao nhịn rượu nhịn cơm cũng tại mày. Thôi, tao về. Cảm ơn nghe bác Mười. Tội nghiệp, biển cả mênh mông không chịu lội chơi cho thỏa thích. Nhè chui vô lưới bắt Mười. Không có tao thì mày chết rồi nghe mày. Thôi, để tao thả mày về biển cả, tự do bơi lội. Từ dài thấy câu thấy lưới thì phải tránh xa, nghe chưa? Chịu ơn anh nên đến gặp anh để trả ơn. Tôi có giúp ích được gì cho bà đâu mà bà nói là trả ơn. Anh vừa cứu sống tôi. Tôi cứu sống bà. Vậy bà là? Tôi là con cá chép mà anh vừa phóng sanh xuống biển. À, vậy ra đây bà là? Tôi là Thủy Tề công chúa. Thủy Tề công chúa? Phải. Nhân một buổi nhàn du giữa vùng biển cả, ngoài trùng dương đại hải, tôi sủi lạc vào trong lưới của ngư ông, ngỡ màng trăng khó toàn. May mắn làm sao phần số còn dài, mới gặp người cứu nguy. Từ thuở bé nghe mẹ tôi nói lại rằng có triều đình, có cung điện dưới biển sâu, có những nàng tiên xinh đẹp tuyệt nghệ trần. Tôi vẫn chưa tin lời mẫu thân, đến hôm nay đứng trước mặt nghe bà, tôi mới biết mình đã gặp tiên. Thưa ân nhân, xin phép cho tôi được hỏi, trông thấy người lam lũ chắc gia cảnh cơ hàn, chẳng hay cha mẹ vẫn song toàn hay sống đời cô độc. Thưa tiên nương, bà thấy đó, mấy bó củi khô dưới cội cây cổ thụ là vật để cho tôi đổi gạo qua ngày. Cuộc sống tầm thường của một gã tiều phu đâu dám để tiên nương bận dạ. Xót thương người nghèo khổ nhưng lòng dạ nhân từ, để đền đáp thâm ân, tôi xin tặng anh một viên ngọc quý. Đây, đây là viên ngọc ước. Cầm nó trong tay, anh ước gì được nấy. Nhưng mà nhớ, đừng nói cho bất cứ ai được biết. Sau khi cuộc đời anh thay đổi, tôi sẽ thu về. Đây, viên ngọc ước. Xin từ biệt. Đâu có dè con cá mình vừa thả xuống biển đó là Thủy Tề công chúa. Thiếu chút nữa là công chúa tàn đời rồi. Đàn bà con gái mà đi lang thang có ngày bỏ mạng à. Nhưng chuyện có chút xíu mà bà tặng cho mình viên ngọc, mà là viên ngọc ước nữa. Biết ước gì đây? À, được rồi. Đường thì xa, bó củi thì nặng. Mình leo lên bó củi, ước thử coi.
À, ước gì bó củi này biết bay, đưa tôi về nhà cho đỡ mỏi cẳng coi. Lặng gió rồi, chắc ta về tới nhà. Ủa, sao không phải đất? Lạ vậy. Đâu, mình mở mắt ra coi. Ý trời đất ơi, sao mình ngồi trên nóc nhà? Nhớ rồi. Hồi mình vừa ướt xong, bó củi tự nhiên bay lên. Nhưng về nhà không về dưới đất, lại về trên nóc. Ác thiệt. Bây giờ làm sao xuống đây? Mẹ ơi, mẹ. Lý Chân Tâm đi đóng củi về đó hả con? Dạ. Con ở đâu vậy? Con ở trên nóc nhà nè. Ê trời đất quỷ thần ơi, Tâm ơi Tâm, mày leo lên trên chi vậy? Con đâu có leo, tự nhiên con ở trên này nè. Nè, mày điên cũng điên vừa vừa vậy đó nghe Tâm. Tự nhiên được cái mày ở trên nóc nhà. Dạ con leo lên đỉnh bắt con chim. Leo bắt chim? Trời ơi, bắt chim mà mày đem bó củi lên trên chi? Dạ con định bắt được nó, con đốt lửa nướng ăn luôn. Mày nướng chim trên nóc nhà? Trời ơi, trái nhà tôi. Trời ơi, đồ điên đồ khùng ở đâu á? Xuống mau. Làm sao xuống, con nhảy đại à? Mày nhảy đi, mày nhảy thử coi có gãy cổ hay không. Thứ con gì đâu mà bá trợn quá chừng à. Đi đốn củi về á, không chịu vô nhà mà nghỉ. Lại làm chi những chuyện cùng điên? Leo lên nóc nhà nó ngồi nó chơi kìa. Con nói con không có leo, mẹ cứ nói con leo. Chứ không lẽ mày bị gió nó thổi mày lên? Mày ở trên lầu chắc chắn sẽ sập nhà. Chừng đó tao với mày ra ở ngoài sân. Xuống mau đi con ơi. Con không dám xuống. Trời ơi, mày xuống giùm tao. Tâm ơi. Ê, mày quá. Hai cậu tới, hai cậu làm ơn giùm. Gì đó bác hai? Không dám nào, nhờ hai cậu tiếp tay giùm đưa thằng Lý Chân Tâm nó xuống đất. Ủa, ảnh đâu mà đưa xuống đất? Và nó kìa, nó đang ở trên nóc nhà kìa cậu. Ê trời đất ơi, làm gì ngồi trên đó? Buồn leo lên nóc nhà ngồi chơi. Vậy à? Vậy thì ngồi đó chơi ha. Tụi tôi đi. Khoan đó hai cậu. Hai cậu làm ơn đưa tôi xuống đất. Nắng quá à. Làm ơn mà. Sao lên được mà không xuống được? Ê, tụi mình làm phước à, đưa nó xuống để lâu nó dám chết khô chảnh à. Làm cách nào? Tôi không có biết trèo cây. Tôi cũng đâu có biết. Nhưng mà tôi có cái chân này. Hai đứa mình bốn góc căng ra, kêu nó nhảy xuống chúng ta hứng liền không được. Biểu nó nhảy con chừng có gãy cổ à. Hai đứa mình á phải màn án sát nhân. Ôi cái anh này, nó có chết á thì chôn. Anh kia nhảy đại xuống tụi tôi hứng nè. Nhảy phải không? Ừ. Chà ngán quá à. Ngán cái gì? Nhảy đại đi. Đại đi. Nhảy cái chân xuống trước hay là cái đầu xuống trước? Cái đầu. Ủa, quên. Cái chân. Cái đầu mà nhảy xuống trước hả? Bể gấu dừa. Hai anh nắm cho thiệt chắc nha. Tôi nhảy à. Nhảy đi. Ê, trời ơi, chết tôi rồi. Trời đất ơi, hai cậu đụng đầu bất tỉnh. Cậu mình bỏ viên ngọc vô cái túi này đeo trong mình là an toàn nhất. Anh Lý Chân Tâm ơi, Lý Chân Tâm. Ê, ủa cậu Nhất. Ê, Lý Chân Tâm, anh ngồi làm gì đó? Ngồi nhìn đàn bướm lượn. Ý chà, bộ muốn làm thi sĩ hả? Nè, đó, anh thấy gì đó không? Thấy cái gì? Vườn nhà của ông lý trưởng, trái chín sai quằn à. Tôi với anh lén hái một mớ ăn chơi. Thôi không có được đâu. Mẹ tôi dặn.
không nên ăn trộm ăn cắp của ai. Trời ơi, bác dặn vậy thì đúng rồi, nhưng mình đâu có ăn cắp ăn trộm bạc vàng châu báu gì của ai đâu. Mình thèm mình hái vài ba trái ăn chơi nhậm nhỏ gì. Vài ba trái cũng mang tiếng là ăn trộm vậy? Anh tệ quá. Hôm trước á, tôi đón anh tự cho nóc nhà nhảy xuống á, cái đầu u nè. Bữa nay thèm ăn trái cây, nhờ anh có chút mà anh từ chối. Nhưng rủi bị họ bắt thì sao? Đâu có sao đâu, nói nghe. Mình đến chỗ cuối khu vườn đó, nhà họ ở tuốt ở trong xa, họ không có biết đâu. Đi, đi mà anh, đi đi. Đó, 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 thấy không, thấy không, nhìn thấy không? Trái chín nhiều ghê không? Anh leo lên đi anh Tâm, anh hái anh liện xuống, tôi ở dưới này tôi chụp cho. Nè, anh thấy dạng chủ nhà ra, anh cho tôi hay liền nha. Yên trí, leo lên đi. Đã quá, nữa 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 đi. Đó đó. Cảm ơn, nữa nữa nữa. Nữa đi. Đó đó. Nữa nữa. Nữa đi. Thôi nghe cậu. Trời ơi, nữa đi mà. Anh cứ hái nhiều nhiều rồi liền xuống đây. Tôi ấn lấy rồi tách đem ra ngoài. Bữa nay mình có số phận, lâu lâu có dịp mình ăn cho đã. Thằng kia chạy đi đâu? Còn một thằng ở trên cây nữa, xuống mau. Chết tụi lão giải mày rồi. Chết mày. Ê, bà đừng có thọt, bà đừng có thọt, để từ từ xuống mau. Xuống nè, ăn trộm nè. Ui da, bà đánh nhẹ nhẹ vậy bà. Nhẹ sao được mày? Tao biết mày quá mà. Bần cùng sanh đạo tặc hả mày? Tại sao mày không lò đôn củi đi mang lấy tiền đến đây trộm cắp? Vậy là tới số rồi. Gặp bà bữa nay hả là chết nát hay tổn chưa? Ui da, tại anh kia suối dại chứ tôi đâu có ăn trộm. Không ăn trộm mà vô đây hái hết trái của tao hả? Dạ. Chết mày nè. Ui da. Chết mày. Ui da, tôi lỡ dài một lần, bà tha tôi đi bà. Không có năn nỉ mày, đứng đó. Không có chạy nha mày. Lát nữa tao đem mày ra quan cho mày ở tù, cục giường mày cho mày biết nha. Thằng kia hốt mớ chạy rồi. Còn mấy trái ha, tao hốt đem đi làm tan vật. Con mẹ la sát này đánh mình đau quá, phải trị nó một lần mới được. Ước gì con mẹ này đưa cái lưng cõng mình về nhà hồ biến. Quay quá, quay quá, chạy nhanh nữa, chạy nhanh nữa, chạy nữa, nhanh nữa, nhanh nữa. Ê, bữa nay anh tính coi hai đứa mình đi đâu à? Đi đâu? Đi đâu hả? Ừ. Đá gà được không? À, thôi dẹp vụ đá gà đi. Ngồi coi gà nó mổ mổ đá đá cao tuổi gần một xương sống buồn lắm. Thích không? Ừ. Hay là mình đi đánh me ở nhà ông đệ. Đánh me hả? Ê, hôm qua ăn cắp của bà già 50 lượng bạc, thua sạch tách rồi. Đánh me không tiền, đá gà không thích. Chứ anh thích gì? Trời. À, được rồi, bây giờ tôi với anh á chỉ có nước kéo ra tự quán. Tôi cũng còn mấy nén bạc đây, đủ hai đứa đánh chén bữa nay. Có cái quán này á vừa rẻ lại vừa ngon. Ý kiến quá hay, chúng mình đi ngay ra chốn cao lầu. Mắt tình mình say sưa. Ừ đi. Nói gì? Đó, con nhỏ gánh gánh từ xa đi tới. Cô làm con của bà phó lý.
tôi với anh đoán được tụi mình thôi không được đâu. Con nhỏ đó con vậy á, nó hỗn lắm, dê ẩu hả, nó chửi tắt bếp à. Công tử mà nó dám chửi hả, giỡn mặt hoài. Vậy thì anh tấn công trước đi, tôi ủng hộ. Ừ à. Chào cô Lành. Chào Lành. Dạ chào như vậy công tử. Thôi mà gọi nhau bằng anh em cho thân mật, gọi công tử nghe xa lạ lắm. Cô Lành đi bán về đó à? Dạ. Giỏi quá, cô là số 1 huyện này. Dạ thì nhà nghèo sao cháu qua ngày, sớm chiều làm chẳng hở tay, đâu phải giàu có mà nhẫn nhơ ngoài đường. Cô lệ nói chuyện nghe móc meo. Cô nói hai đứa mình á, chứ cô nói ai. Cô à, tụi này à giàu có quá tay. Giàu thì có mặt cậu, tránh ra cho tôi đi về. Ngoan, cô về chi gấp vậy cô Lành, lâu ngày mới gặp được cô, cho tôi tâm sự. Ủa, hỏi thăm chút chuyện mà. Nè nè nè, hai công tử đừng có làm trò vô lễ, tôi không có thì giờ nói chuyện tào lao. Cô làm sao đi được cơ mà đi, anh chận bên đó còn cậu chận bên này. Sao nè, 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 hai công tử làm gì vậy? Bố tôi ra, bố tôi ra, tôi la lên bây giờ à. Bỏ tôi ra không? Nói gì ta? Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. À, anh Lý ơi, anh Lý nhìn Tâm ơi, cứu em với nè anh Tâm ơi, Tâm. Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Hai công tử làm gì vậy? Ê, cha này làm cục hứng ta. Lộn xộn bị ăn đòn nghe bồ. Đi chỗ khác chơi. Trước khi tôi đi, hai công tử cũng phải tránh đường ra cho cô Lành đi. Tránh đường hay không là chuyện của tụi này. Chú mày biết gì mà chen vô? Hả? Biết chứ. Nè, tôi biết hai công tử á là con cháu của huyện quan, nhưng lại tỏ ra hạng người thân học, tại sao lại làm chuyện lỗ lăng với người con gái hiền lương? Anh là thằng tiều phu, lo đống củi đem về mà đổi gạo, bày đặt can thiệp làm chi? Cái chuyện riêng này là của chúng tôi. Tôi nói chuyện phải trai ở đời với hai cậu đó thôi. Mình là con của quan quyền, đừng để thiên hạ cười chê. Nhưng bọn tao á không muốn nghe, thì chúng mày nên câm cái họng. Biết điều á thì mau mau đi khuất mắt bọn tao. Ê, mày không nhớ hả? Cái hôm nọ mày kẹt ở trên nóc nhà, không nhờ tụi tao làm sao mày xuống? Phủi ơn hả mày? Nhưng mấy bữa sau hai cậu xuống tôi hái trái cây nhà bà Lý, bà đánh tôi cái chục rồi, bữa nay còn sưng đây nè. Ráng chịu. Bây giờ thì mời mày đi ngay. Anh Tâm ơi, anh đừng có đi mà. Anh bên giúp em đi, anh Tâm, anh xin anh mà. Đừng có đi nha. Cô đừng lo, có tôi, cô về trước đi. Đó đó, anh nhìn thấy không? Thằng này bữa nay gan quá, thấy không? Anh để tôi. Ừ. Nè, tụi này với chú mày quen mặt nhau quá rồi. Chú mày muốn thọc gậy bánh xe thì chú mày tới số. Đỡ nè. Sao hôm nay con về trễ quá vậy Lành? Mẹ, mẹ ơi, con bị hai công tử Trần Nhất Trần Nhị đón đường con á mẹ. Cái gì? Trời đất ơi, hai công tử đón đường con hả? Dạ. Rồi sao? Hai cậu ấy nói nhiều câu sổ sàng. Ê, trời. Rồi cái toàn làm hổn với con nữa. Con sợ quá, con tính chạy. Mà con chạy đâu có thoát. Trời đất ơi, vậy rồi con làm sao? Dạ, mà nhờ có anh Lý Trần Tâm á, anh đi đốn củi về, anh nghe tiếng con la, anh chạy đến ngăn hai chàng kia, con mới chạy tới về đây á. Ê, trời đất ơi, thật là may sao á, con về ngược mà thằng Tâm ở lại, không biết có chuyện gì với hai thằng Nhất Nhì. Dạ con không biết nữa,
con sợ quá à. Cái con chạy miết một hơi không có dám ngói lại nữa mẹ. Vậy để mẹ gặp thằng Lý Chân Tâm mẹ cảm ơn nó mới được. Hôm trước nó hái trộm trái cây nhà mình, có hai cậu nhất nhì nữa. Mẹ chắc là tại hai cái thằng quỷ kia xúi nó, chứ từ trước tới nay nó có biết trộm cắp của ai. Ý mẹ ơi, mẹ mới nhắc cái anh Tâm anh tới kia. Phải rồi. À, con ra sao lo cơm nước đi. Dạ. Cậu Tâm. Mời cậu vào đây, tôi hỏi thăm chút việc. Dạ thưa bác, hôm nọ cháu lỡ. Thôi, bỏ qua cái chuyện cũ đi. Tôi mới vừa nghe con Lành nó nói lại á, là nhờ có cậu cứu nguy, nó mới thoát khỏi tay hai thằng công tử bột. Tôi rất mang ơn cậu. Còn cái chuyện đã qua rồi á, đừng nhắc đến làm chi. Thật cũng may khi thấy cô Lành bị chúng nó kéo lôi, thân yêu đuối mảnh mai, làm sao thoát khỏi hai thằng vừa khỏe lại vừa sai. Nhưng chân cẳng của cậu sao mà đi đứng có vẻ khó khăn à? Có phải vừa bị chúng đánh hay không? Còn áo quần thì cũng bùn đất lấm lem. Dạ, thì cháu cũng liều mạng giải thoát cô Lành thoát khỏi mấy cậu kia. Còn một mình cháu thế cô, chúng đánh đâm một hồi cháu té xỉu chúng mới buông tha. Tội nghiệp dữ không? Thôi để tôi vào trong lấy dầu cho cậu thoa bóp mấy cái chỗ bầm nha không? Dạ thôi, bác khỏi nhọc lòng, để cháu về kiếm thuốc đắp cũng được. Dạ xin chào bác. Khoan, cậu Tâm, cậu làm ơn giúp giùm tôi chút mà. À nè, nhờ cậu dạy cho tôi cái phép gì, cái gì đó, để tôi trị hai cái thằng quỷ sống đó đi cậu. Thưa bác, cháu có biết phép tắc gì đâu mà bác biểu cháu dạy cho bác. Cậu đừng giấu tôi. Hôm nọ cậu bắt từ cổng cậu đó, cậu nhớ không? Chỉ giùm tôi đi mà. Nè, tôi không có tài lai nói cho ai biết đâu. Tôi cho hai cái thằng quỷ sống nó tởn thôi, hết giáp chọc ghẹo sổ sàng gái người ta. Dạ, bác chờ cháu một chút nha. Nhờ công chúa Thủy Tề linh thiêng phò trợ. Đây nè, bác cất cây chổi này đi. Khi nào bác muốn đánh ai bác cứ nói quất mạnh, bác sẽ thấy ứng nghiệm như thần. Quất mạnh hả? Dạ. Ôi ôi, hay quá. Cậu học phép này đâu vậy? Cháu học với ông thần chổi, mà chỉ xài được 2 lần thôi nghe bác. 2 lần thôi phải không? Rồi, chỉ cần 2 lần thôi cũng được rồi. Cho mỗi thằng 1 lần là đủ rồi. Cảm ơn cậu nha. Ý, hai cậu ấy tới kìa, cháu đánh mặt mới được. Dạ, mời hai công tử vào nhà dùng trà để giải khát. Bà già này bữa nay có bộ khoái tụi mình rồi đó anh gì ơi. Bà dám kêu tụi mình vô đây gã con gái lắm mà. Vậy thì vô liền. Chào bà Lý. Ông dám. Chào nhị vị công tử. Hai công tử đây là con cháu của quan huyện. Đúng, cha tôi là Tri Huyện. Tri Huyện là bác ruột của thằng này. Hai cậu chắc có học thức nhiều. Khỏi nói, sách vở của tôi chất từ dưới đất lên nóc nhà lận. Còn tôi học 20-30 ông thầy, ông nào cũng không dám dạy. Mấy ông gọi tôi là sư tổ. Hai cậu học giỏi. Sao tôi coi giống như là đồ vô giáo dục. Ê, nói nặng tôi hả bà? Bà kia, sao bà dám xài xể tụi tôi? Là vì hai cậu là công tử con quan, nhưng mà vô giáo dục, sàm sỡ với gái tơ, nêu kéo giữa đường, vậy mà cũng xưng là con quan. Bà Lý ơi, vui đùa thân mật, chớ có mất mát chút nào đâu. Bà nặng lời với tụi này làm chi? Vui đùa thì phải có lúc có khi chứ, phải nghiêm chỉnh nết na cho lễ độ, chứ đâu phải như cái đám lưu manh.
những thứ côn đồ. Giữa ban ngày vợ trò bất lương, và này bữa nay hồn thiệt. Tôi với anh chắc chắn phải ra tay. Ừ, tao chấp hai đứa mày à. Nè, có giỏi nhảy vô. Ê bà Thách kìa, bà Thách á. Vô đây, vô đây rồi biết tay bà. Anh sắp đi trước đi anh nhảy. Đi đi, nhảy vô. Trước đi. Trước đi. Thấy tao chẳng ơn. Được rồi, bà coi vỏ của tôi nè. Cái gì? Chết mà luôn nè, coi nè. Trời ơi, vỏ hả? Đó. Tao cho mày vỏ nha. Mày ngon mày vỏ ha. Mày chào vô. Chào vô nè. Ai trời trời, ai 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 đau quá trời. Bà đá, ai bà đá bà té. Tao đã bắt cần. Vui. Ý. À, cái chổi. Tao nhớ rồi, cái chổi. Cho mày chết nè. Anh chết. Bà nói gì? Cái chổi hả? Sao bây giờ được còn chổi vậy? Chắc bà chổi luôn. Chổi tao cho mày nè. Quất mạnh nè. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi. Chết trời ơi, trời ơi. Nhảy vô. Trời ơi, đau quá. Chổi ở đâu vậy? Chổi tao mày. Bỏ chạy. Trời ơi, trời ơi. Chạy hả? Con đứng lại đây. Con. Đi lại. Cái chổi hay quá. Hai thằng kia, tụi bay chạy đi đâu như ma rượt vậy hả? Cha đó hả cha? Chớ ai? Ba. Chứ không lẽ ông lão giải mày hả? Việc gì mà hai đứa bay chạy bán sống bán chết vậy? Nói mày. Con với anh Nhì mới bị người ta đánh. Ai? Thằng nào dám cả gan đánh tụi bay? Bà già đánh. Bà già nào? Bà Phó Lý. Trời, bà Phó Lý mà dám đánh hai đứa bay hả? Con nói láo, con không phải con của cha đâu. Nè, mà tụi bay có hỗn ẩu, có chọc ghẹo gì bả không? Không. Có, tụi con có chọc ghẹo gì bả đâu. Tụi con đi ngoan canh, đi làm thơ, bị bà đánh mới quang. Bắt quay nè, hai chân của cháu đây, cái mặt cũng dễ sưng vuông hết rồi. Mặt của chú mày, đâu bằng cái này. Cha coi nè, sưng hết rồi cha. Được rồi, hai đứa bay về nhà đi. Để tao vô trị tỏ bả mới được. Cha coi chừng bả, nghe cha, bả có miếng vỏ chổi cha ghê lắm. Bà Phó Lý đâu? Dạ, dạ chào quan. Không có quan quyền gì hết á. Tại sao? Tại sao bà dám đánh con cháu của tôi hả? Ông hỏi tôi câu đó hả? Ừ. Vậy tôi hỏi là ông nè. Hỏi đi. Sao con cháu của ông dám đón đường con làm hổn gái tôi? Ai nói? Ông về hỏi lại quý tử của ông thì biết. Nè nè nè. Nhưng mà giàu cho chúng nó có đùa cợt giỡn hết cho vui thì con bà mất mát gì đâu. Bà làm như con gái của bà là lá ngọc cành vàng vậy. Con gái của nhà này dù là con nhà dân giả, nhưng dù sao cũng biết chút lễ nghi. Chứ đâu có phải cái người vô sĩ vô luôn. Nè, bà đừng nghĩ chồng bà là bạn cũ của tôi nha. Ông đã qua đời cả chục năm nay. Bà là thường dân, còn tôi là quan quyền. Bà hổn với tôi nữa hả? Sao? Có bữa tôi bẻ răng bà. Gì? Bẻ răng hả? Ừ. Ông nói sao? Ông đòi bẻ răng tôi. Nè, răng nè, bẻ đi. Bẻ đi. Nhào vô bẻ đi. Hả? Tôi bẻ thành bà móm luôn nha. Ê trời. Bà đừng có tát tôi. Nhào vô. Nè nè nè. Chết nè. Chết nè. Chết nè. Chết nè. Chết nè. Bà chạy đi đâu cho khỏi tay tôi. Cái chổi. Phải rồi. Cái chổi. Quất mạnh nè. Quất mạnh nè. Quất mạnh. Ui dạ, sao đâu? Con chết. Cha con kìa. Ui dạ. Cái chổi ở đâu vậy? Ui dạ. Chết. Ui dạ. Ui dạ. Trời ơi. Cái chổi hay quá.
tỳ nữ, người cầm lấy hai nén bạc này biếu cho hai anh khiên giỏng và bảo họ muốn đi dạo đâu tùy ý. Ê, đúng giờ ngọ trở lại đưa ta về thành. Dân, hai cậu ơi. Dạ, có hai em. Có chuyện gì vậy, chị hai? Công chúa biếu cho hai cậu mỗi người một nén bạc uống trà. Cảm ơn. Và dặn hai cậu đi dạo ở đâu thì tùy ý, đúng giờ ngọ trở lại đưa công chúa về thành. Chào hai cậu. Dạ. Y Phan, cô. Thôi ta đi rồi cha ơi, kêu gì nữa. Nói nghe nè. Vậy tụi mình ra kia tắm suối chút cho mát đi. Nói nghe. Vậy nhỏ này nè. Dạ. Cười vậy hả? Coi vậy mà nó được quá hay anh nhỉ. Có điều cái miệng nó hay mám. Nhưng mà không sao đâu. Nhưng mà nó đứng kế tôi hơi kỳ nè. Chọi dữ, chọi dữ. Nói nghe, gì? Anh nhì. Tôi rủ anh khiên giọng cho công chúa ra tới cánh rừng này. Anh có biết tôi có ý định gì không? Biết chứ sao không biết. Biết. Anh có ý định làm người phu khiên kiệu cưới phải không? Đó, anh nói đúng nè. Sao? Cha của tôi tính đi nói công chúa cho tôi. Trời. Ừ. Cha anh là quan. Ừ. Mà là thứ quan chặt ké. Làm sao được làm xui với vua. Trời, bởi vậy tôi mới tìm cách làm thêm đó. Lo lót cho mấy thằng quân khiên giỏng nhảy vô thế chỗ tụi nó khiên nàng đi dạo. Như vậy là anh có ý đồ. Rồi bắt tôi e cổ ra khiên với anh. Anh đừng có chơi cái giọng cha đó nghe. Hey, anh gì ơi, anh chưa có biết tâm ý của tôi là tìm cách làm thân để rồi nay mai giọng cưới nàng. Tôi là phò mã, anh cũng được làm quan to mặc sức mà ăn chơi. Anh là phò mã gì, có môn phò mã giữ ngựa học dốt như bò. Chứ anh giỏi dữ, học hành cả năm chữ nhất viết cũng sai. Còn tôi nè, nhìn đi bảnh trai quá mạng, lại là con cưng con mộ của vị quan. Anh có biết không, tướng mạo của tôi á, mấy thầy tử vi nói có số làm quan. Tôi sinh năm Hợi, ngày dần tháng tỵ. Tỵ Hợi thân qua của anh đúng thiệt là quan thằng chi địa. Thôi vậy tôi với anh á lại dòng suối đằng kia kìa, cỡ đồ tắm cho mát. Mệt lát nghe. Đây nha. Đây. Ngoài cảnh hôm nay thật thích thú vô cùng. Trên kia thì bát ngát rừng xanh, phía dưới lại mênh mông biển cả. Nghe tiếng gió rừng lay động ngàn cây, dần gió thanh bóp tung bay. Cảnh bình minh điểm tô tuyệt vời, giữa cung vàng quanh năm suốt tháng. Nay đi ra chút ngoại thành, nghe cõi lòng thanh thản. Kìa phía trên kia có những cành đào đỏ thắm, ta mau lên đó ngắm hoa và hãy về tô điểm phòng. Ai mà vắng vắng giữa đèo cao, qua đông tiếng la xôn xao dòng thanh tao tuyệt vời. Ta đây đang nằm nghỉ mệt dưới hàng cây cổ thụ. Từ bé đến giờ ta chỉ nghe tiếng mẹ
ru trên dòng, hay tiếng gió rừng nơi đèo cao núi thẳm. Ta chưa từng nghe giọng ca người con gái, tiếng ca nghe êm mãi làm sao như tiếng chim rừng hát thanh tao. Có chiếc giọng điệu sặc sỡ và mấy cô gái theo hầu, chắc là công chúa Sở Trào tiết xuân đi du ngoạn nè. Đẹp quá, thật là đẹp quá. Bước đi uyển chuyển, xiêm áo thước tha. Ôi, nếu ngày kia ta mà cưới được nàng. Đi quên. Trời ơi, nó bậy nó bạ không à. Rồi có ai nghe được có kỳ khốn. Người ta là con vua cháu chúa, còn ta là một tên đốn củi nghèo hèn, làm sao mà với tới nhành vàng lá ngọc. Thôi, lo ngủ một giấc cho khỏe rồi về. Lạ kìa, bầu trời đang quang đãng, sao lại nổi cuồng phong? Tỷ nữ, chúng ta phải mau mau tìm nơi ẩn nấp, mau đi. Thòm vậy? Tiếng công chúa đó. Công chúa hả? À, trời ơi, yêu quái, trời ơi, chạy anh ơi, chạy. Giúp tôi với hai công, hai công tử. Trời ơi, hết đường chạy rồi anh gì ơi. Nhất, liều mạng đánh đại. Rồi. Công chúa đừng lo, coi chúng tôi tiếp vũ. Xem đây. Bỏ người ta, trời ơi, chạy mau anh gì ơi. Trời ơi, yêu quái đang rượt công chúa. Yêu quái đừng làm dữ, hãy coi kỳ búa của Lý Chân Tâm. Trời ơi, nó mạnh quá, làm sao bây giờ? À, nhớ rồi. Ước gì cây búa này bay tới chặt đứt đầu yêu quái. Hô biến! Công chúa, xin công nương đừng sợ hãi. Yêu quái đã bị tôi giết chết rồi. Dạ, đội ơn người cứu mạng, xin ghi nhớ ngàn ngày. Mời người hãy cùng tôi đến tận triều ca để tôi có dịp đền ơn cứu tử. Thưa công nương, tôi là kẻ nghèo hèn thua lỗ, rất ngại nơi cửa ngọc đền vàng. Giả lại, việc vừa rồi có chi gọi là ơn, chẳng qua gặp người lâm nạn, đâu lẽ khoanh tay đứng ngó. Thôi, xin chào công nương. Khoan, người dừng chân để ta hỏi một đôi. Sao thân thoáng trong cửa hàng phong trần, người ơi có phận chớ lớn ngoài. Một mình nơi mái lá, cùng mẹ già nương thân, kiếp gió sương bao năm đã quen. Tình cờ gặp công nương, giải thoát qua tai nạn, chứ nghĩa ân tình đừng nên dương mang. Người ra tay cứu ta không mang thân mình, rồi mai đây lúc ta quay về cũng gian, nguyện đền đáp nghĩa ân cao dày của người. Lòng ta khắc ghi mãi trong. Công nương ơi,
thân thế của tôi có đáng chi đâu mà công nương nhọc lòng hỏi đến. Một bó củi khô mấy mùa mưa nắng tôi đã hầu quen với cảnh sông cơ. Một tấm lều tranh sơ sát giữa lâm tùng, chưa từng bước đến chốn phồn qua đô hội, cũng chưa hề được cấp sách đến trường giới kinh sử bút nghiêng. Đổ giọt mồ hôi để đổi lấy bát cơm, đường vào rừng núi dẫm bừa lên gai gốc. Chẳng có thân nhân công họ hàng quyến thuộc, mẹ qua con côi hầm mút sông qua ngày. Cung nội chăn êm nệm ấm, hoa đỗ đầy mỹ vị cao lương. Có biết đâu trong chốn dân gian, biết bao kẻ đói cơm thiếu áo. Thưa công nương, sống giữa núi rừng nên tâm tánh ngây ngô, thiếu chữ nghĩa nên chẳng rành khuôn phép. Tôi nằm dỗ giấc trong manh chiêu rách, sáng lên rừng đốn củi để sinh nhai. Trời đất sắp bài nên có cuộc gặp gỡ hôm nay, kẻ hạ tiện được gặp người quê cát. Nhờ có chút tài riêng dẹp được loài quỷ ác, cứu công nương khỏi cảnh nguy nàng. Giờ xin công nương hãy trở lại chốn hoàng cung, kẻo nơi ấy mọi người đang ngóng đợi. Tôi cũng trở lên non để đốn thêm mơ cuối, rồi trở về nhà kẻo trời sắp hoàng. Thôi, xin tạ từ công nương. Xin hẹn của ngài sẽ đáp đền ơn trầm. Tỳ nữ, hãy đưa ta trở về thành nội. Nhất! Nhất! À, đừng, đừng kêu trời ơi để tôi nằm. Trời ơi, tôi sợ lắm ông ơi. Sợ cái gì? Yêu quái chết rồi. Hả? Yêu quái chết rồi hả? Ừ. Ai giết nó vậy? Thằng Lý Chân Tâm. Thằng Lý Chân Tâm. Ủa sao lạ ta? Ủa sao nó không có học võ với tôi mà nó giỏi quá vậy ta? Võ nghệ của anh giỏi quá. Sao nằm bất tỉnh kêu hoài không dậy? Chị Cường. Chị Cường. Nó nghe, nó nghe. Vậy? À, nói vụ này nghe. Bị đêm hôm á đánh bài thức hơi khuya, buồn ngủ quá, thiệt là hú ba hồn chín vía. Tôi với anh chạy dở đó nghe, là hai đứa theo ông bà rồi. Ê, công chúa về chưa? Về rồi. Ai đưa mẹ về? Mấy mẹ thầy nữ. Ê, vậy là tụi mình khỏe rồi. Khỏe gì? Nói nghe. Về. Anh có thấy thằng Lý Chân Tâm còn đó không? Đi đâu mất tiêu rồi. Tốt lắm. Trời ơi, làm hết hồng cha. Tôi với anh khiêng yêu quái về triều lãnh thượng. Thôi hả? Tôi khiêng không có nổi đâu. Nặng lắm. Nặng lắm hả? Vậy giờ sao ta? Nữa gì vậy? Tôi có kế này. Kế gì? Mẹ hai cái nanh của nó đem về lãnh thượng. Hay không, hay không? Anh này khôn thiệt. Được, làm liền. Tôi bẻ ăn cái, anh bẻ ăn cái đó rồi á, hai đứa mình vào tận triều đình, nói rằng mình đánh với yêu tình, mình giết được nó bẻ nanh mình đem về. Tôi chắc chắn sẽ được làm phò mã, bằng không thì cũng được quan nọ quan kia. Vua ở đâu có biết chuyện gì, hai đứa nói láo ổng tình à tất cả thì. Trần Thừa xin vào bệ kiến. Được, cho vào.
Tri huyện Trần Thừa xin bái kiến thánh thượng. Đứng lên. Ta nghe con trai của ông vừa giết được yêu tinh để cứu công chúa con ta, có đúng như vậy không? Dạ muôn tâu bệ hạ, quả đúng y như vậy à. Tốt lắm, tốt lắm. Rồi đây ta sẽ trọng thưởng. À nhưng mà con trai của ông học giỏi với danh sư nào mà giỏi vậy? Dạ Nó không học với ai cả. Khanh nói sao? Không học mà võ nghệ giỏi đến như vậy à? Dạ muôn tâu, Nó chỉ học ở nhà. Học ở nhà? Ai dạy nó? Dạ Thần dạy nó. Dạ. Ông dạy võ cho nó? Dạ tâu dân. Thế mà từ trước đến giờ ta không biết Khanh là người tinh thông võ nghệ chứ. Được rồi, ta sẽ phong tước cho con của Khanh. Vì có công việc trừ quái vật, còn Khanh cũng được tăng thêm bổng lộc. Còn hiện giờ công tử ấy ở đâu? Dạ muôn tâu, con của thần đang đợi trước ngự viên. Trần Nhất là con, Trần Nhị là cháu nuôi. Hai đứa, đứa nào cũng võ giỏi văn hay. Dạ trẫm rất tiếc là từ trước đến giờ không biết được con của Khanh, mà cũng do nơi sự thiếu sót của Khanh. Con có tại sao lại để mai một tuổi tên? Tâu bệ hạ, thần có tánh khiêm tốn cũng đã quen, bởi vì sách có câu hữu xạ tự nhiên. Được rồi, thành ra nói ta dời công tử ấy vào đây. Tâu dân. Cha tôi vô trọng lâu quá vậy kìa. Chắc ổng nói chuyện lạng quạng anh bị vua bắt nhốt rồi chứ gì. Anh này nói chuyện nghe dễ ghét không? Gì mà bắt nhốt? Anh biết tại sao lâu không? Tại ở tù. Nó bậy à? Tôi giải chạc bây giờ nè. Lâu là tại vua bàn với cha tôi. Biết bàn về chuyện gì không? Chuyện gì? Về chuyện làm xuôi, chuyện đính hôn của hai họ. Coi tôi cưới vợ năm nay có kỵ tuổi hay không? Sao? Tôi coi cũng được. Ủa? Đợi gì phải coi diễn cầm tam thế cho mất công. Hay quá. Sao? Vậy anh coi giùm mà tôi tuổi hợi 25. Anh coi tuổi này năm nay cứ vợ tốt không? Ê cha, tuổi hợi của anh đúng là con heo mập. Heo này có môn để dành dây giống mà thôi. Thôi nghe, xạo vừa vừa thôi nghe cha nội. Heo của người ta ngon lành, dám nói là heo mập hả? Hả? Ổng ra kìa. Đồ đó anh thấy ổng thấy không? Mặt của ổng sáng rỡ. Ổng cười cười. Vậy là chắc ăn rồi ha. Cha, cha ơi. Con thành công không cha? Con ơi, vô cùng tốt đẹp. Dạ. Thành công mỹ mãn con ơi. Trời cha, ông chịu gả công chúa cho con rồi hả cha? Phải không? Đâu sớm vậy mày? Nhưng mà tràn trề hy vọng. Dạ. Cha nói cái gì ông cũng tin hết con ơi. Vậy hả cha? Trời ơi, coi vậy mà ông vua này ông khờ ghê nghe. Ông ngu nữa con ơi. Dạ. Nhưng mà nè, cha có tâu rõ ràng về việc con giết được yêu quái không? Có chứ. Ông khen con quá trời quá đất luôn con ơi. Vậy hả cha? Thấy chưa anh nhì, thấy không? Thấy rồi. Con ơi, ổng kêu con vô trọng biểu diễn vài miếng cho ổng coi. Dạ, để con đi. Đi đi con. Dạ. Sao vậy con? Trời, chết con rồi. Con đâu có biết nghề võ đâu cha. Dạ, ổng có kêu con không? Sao lại không? Trời đất, con mà biểu diễn gì? Con trốn à? Đứng lại mày. Tụi mày sao khờ quá. Hồi nào tới giờ tụi mày có tiếng là những thằng nói dốc chuyên môn, mày không biết chừa ai. Cả cho đến tao nè, tao cũng bị mày hoài à. Vậy chắc là cha kêu con xài miếng cũ hả? Phải, ta đã tâu rằng mày giết được yêu tinh. Ổng khen quá đổi khen con ơi. Nhưng mà thật ra con có võ nghệ gì đâu,
trói con gà, con trói còn không xong nữa. Dạ, thánh thượng bảo tôi sao mời công tử vào. Bệnh này chắc con chết tía rồi cha ơi. Con con đừng có rung, con đừng có sợ ha. Giờ vậy ha, tùy cơ ứng biến. Con vô đi, kẻ bệ hạ chờ. Vô đi con. Vô gặp bệ hạ. Gặp bệ hạ. Trần Nhất xin bái kiến Thanh Hoàng. Dạ, con Trần Nhĩ là con xin bái kiến Chúa Thượng. Đứng lên. Dạ, bình tĩnh nghe anh Nhĩ, đừng có rung nghe. Tôi đâu có rung, ai rê. Nghe ta hỏi, hôm công chúa con ta du ngoạn ở bãi Tiên Sa, lúc đó các ngươi ở đâu? Dạ, tâu chúng con cũng đi dạo gần đó. Còn ngươi? Dạ, dạ con cũng đi chung với anh này. Trường hợp nào các ngươi giết được yêu quái? Dạ, dạ trường hợp nào tôi quên rồi anh Nhì ơi. Làm sao tôi nhớ? Nói mau. Dạ, dạ khi con nghe tiếng kêu cầu cứu của công chúa, còn đám nữ tỳ thì chạy tán loạn. Dạ, chúng con cũng chạy luôn. Hả? Hai ngươi cũng chạy à? Dạ tao chạy một chút rồi quay trở lại. Sao nữa? Kể tiếp. Dạ tao... Dạ... Nói đi anh. Nói đi. Nói gì? Dạ dạ... Dạ tao... Chúng con chạy tới đánh với yêu tình. Các ngươi đi dạo mà có đem theo binh khí nữa à? Dạ tao dân. Ồ dạ không, dạ không. Dạ... Các con bẻ cây đập nó. Đánh vậy thôi là đất long trời. Suốt cả buổi trời mới hạ được yêu tinh. Cứu được công nương chúng con rất đổi vui mừng. Xác của nó đâu các ngươi không mang về thành nội, để cho ta được trông thấy tận tường. Dạ muốn đâu, tại vì hai con ốm nách như vậy. Còn yêu quái kền càng bằng 3-4 con voi. Dạ bởi vậy chúng con mới nghĩ ra một việc, là muốn có vật chi đem về để làm bằng. Yeah. Hai đứa mới súng nhau ra sức một hồi, hè hụi cả buổi trời bẻ được hai cái nanh. Yeah. Hai người bẻ được hai cái nanh của quái vật à? Dạ, tâu dân. Cho ta xem. Dạ. Mở bao ra anh gì? Mở liền. Chết. Hả? Chết rồi. Sao? Rớt. Hả? Rớt đâu mất rồi. Trời ơi. Hai cái nanh rớt mất hả? Làm sao bây giờ? Nhất 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 về nhà bẻ hai cái nanh heo thế vô được không? Trời ơi, đừng có nói điên ông bảo ơi. Hai ngươi làm cái gì mà lâu thế? Dạ muôn tâu. Dạ hai con cất kỹ hai cái nanh ở trong bọc này rồi chạy nhanh về nhà. Dạ chắc nó rớt dọc đường hồi nào mà chúng con cũng không hay. Thôi được rồi, việc đó sao sẽ hay. Bây giờ hai người hãy vâng lệnh ta ra giữa nơi đây cùng nhau tỉ thí mấy đường quyền. Chắc nếu quả có tài sẽ được ta trọng dụng. Tâu bệ hạ, mấy hôm nay thời tiết trở lạnh, tốt của con nó nhức cũng như dần. Dạ con cũng sổ mũi mấy bữa rồi. Thôi không có nói nhiều, hãy tỉ thí cho mau. Dạ tâu vâng. Đánh nhẹ nhẹ nghe. Đánh nhẹ nhẹ nghe. Ừ. Nhẹ nè. Nhẹ nè. Quanh nhà nó quanh dữ vậy. Ủa đây là được rồi. 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 Trời ơi mệt quá à. Mệt quá à. Ôi, hộ vệ quân. Dạ. Lôi hai tên này ra cổng. Dạ.
Mẹ à, mẹ uống thuốc chưa vậy mẹ? Mẹ mới vừa uống xong con à. Trà con mới nấu đây, mẹ uống đi mẹ. Tâm. Dạ. Hôm nay con không vào rừng đốn củi sao con? Mẹ đau ốm như vậy, con phải ở nhà. Con đi khỏi, ai lo nước nôi than thuốc cho mẹ? Có củi mới có gạo con à. Một ngày con không đi đốn củi là ngày ấy nhà ta không có gạo ăn đâu con. Mẹ đừng lo, mấy hôm nay con nấu cháo cho mẹ. Con nấu thật nhiều rồi con ăn luôn, nên gạo trong hũ còn một mớ. Trời ơi, tội nghiệp cho con tôi. Cha mất sớm khi con chưa đầy tuổi, nhà đói nghèo càng tung quẩn triền miên. Đến ngày nay con đã thành nhân, tuy hiu thảo nhưng quá thật thà chất phác. Con ơi, suốt cuộc đời đói lành lầm than. Sống ngầm yêu nơi núi rừng quạnh quê, mẹ thương con tháng ngày vất vả. 20 mấy tuổi đầu con vẫn còn khờ dại ngây ngô. Nơi miền sơn lâm, một mẹ một con không thân tết thi thờ. Bữa đói bữa no qua ngày đoạn tan, cuộc sống chỉ nhờ mẹ. Mẹ đừng lo chi, từ thuở bé thơ sống dưới núi rừng, nắng mưa gai góc đã đã dạy con phu sống đời lương thiện. Chớ tưởng mơ đến yêu quyền quý cao sang, bởi chốn thành đô đoạt lời tranh danh ban tước nghi mua quyền. Con chẳng hề quên lời dạy bảo của mẹ hiền. Lý chân tâm con ơi, do núi lao sao trời đông trở lạnh, nơi gốc rừng sâu dài dầu mưa nắng mẹ con ta mãi chịu cành cơn hạn. Chất lá sơ rơ qua đổ đông tàn, mái tóc xung xanh đã bạc dần theo năm tháng mà
sự đói nghèo vẫn đeo đằng mãi đời ta. Con trưởng thành nhưng vẫn còn thờ dại ngây ngô, mẹ thì già yếu nay đau mai ốm, bữa trao bữa sau chơi năm cùng tháng. Từng nói với con rằng không ai mà giàu ba họ, không ai khó ba đời sao mẹ. Mẹ đừng có buồn nữa. Đêm đêm mẹ nhìn con nằm có rơ trong ánh chiều tà tối, say giấc ngủ như trời đông rét mưa. Mẹ nhẹ bước đến bàn thờ cũ, mẹ phiêu đèn thấp một chỉ thầm khấn giai cha con, xin người phù hộ cho mẹ con mình sống qua hồi đói lạnh. Đời con được hưởng những điều may mắn thì mẹ đây cũng an ủi thân già. Con hãy lên rừng cho sớm đi con, hầu đốn củi đem về đổi gạo. Trời hôm nay mặt mùng giông bão, chắc nẻo lên rừng này đổi lắm con. Mẹ à, mẹ đừng lo nữa, mẹ nằm nghỉ cho khỏe đi mẹ. Đi cho sớm đi con. Dạ, mẹ nằm nghỉ. Thưa mẹ, con đi. Tới nhà hàng Lý Chân Tâm rồi. Bây giờ á, anh nói rõ tôi nghe coi, cha anh á, bàn với anh thế nào mà anh rủ tôi tới đây? Cha tôi á, có nhiều cái khôn động trời lắm biết không? Sao? Cha tôi nói nếu muốn cưới được công chúa phải khớp mỏ thằng Lý Chân Tâm lại. Mỏ nó làm sao khớp? Ừ? Khớp cách nào? Trời ơi, là nhốt nó vô tù đó. Chờ đám cưới xong á, sẽ thả nó ra. Để nó ở ngoài, nó đi rêu rao với thiên hạ chuyện giết được yêu tinh là công của nó, là hư diệt hết. Tía anh khôn thiệt. Ừ. Bây giờ tính sao? Bây giờ hả? Thì vô bắt nó chứ còn tính sao nữa. Anh này hỏi nhiều câu sao mà ngớ ngẩn ghê vậy trời. Ờ, phải mà, ngớ ngẩn. Anh giỏi anh vô anh bắt nó đi. Ừ. Cỡ yêu tinh á, nó còn chém cái rụng đầu. Cỡ tôi với anh á, nó nhai như nghe cướp. Ai ai. Dữ rồi. Anh đừng có lo, co tờ dây này là nó hết cục cửa. Coi đi. Một tía anh lương vậy á, hèn chi. Ở trong huyện này ai cũng khen tía anh. Ê, khen hả? Ê, họ khen sao, họ khen vậy nè. Họ nói tía anh á, thương dân lắm. Quá đúng. Họ nói tía anh á, nhân từ lắm. Quá đúng. Họ nói tía anh á, buồn buồn bắt người ta bỏ tù chơi. Quá đúng. Quá quải. Mày đừng có vô duyên nghe. Mày nói xấu tía tao hả? Tại mày không biết, cha tao lo cho tao, đồng thời cũng lo cho mày luôn á mày. Lo cho tôi? Ừ. Lo cho tôi cách nào? Lo cho tao được làm phò mã, còn mày được làm phó phò mã. Trời. Ừ. Trời ơi, đất trời điên đảo. Vậy. Phò mã mà cũng có phó phò mã. Ừ. Nay mai cái chức tri huyện của tía anh á, chắc cũng có người làm phó tri huyện. Chứ sao? Còn tía anh á, chắc vài bữa nữa có thằng cha khác nhào vô làm phó tía. Ừ. Ê, dịch dập anh nha, đừng có vô duyên nha. Nói một lát là nói bậy à. Trời đã đứng bóng rồi, không có nói tào lao. Vô bắt nó tông giam ngục đường. Thôi chi sao thấy không sầm. Ừ. Tôi chồng trước để anh ở lại. Sao mày đâm dữ vậy?
dầu. Đứng lại. Tại sao hai cậu không cho tôi đi đốn củi? Mày dám chặt phá cây cối trong rừng nên vua sai hai đứa tao bắt mày. Tôi đốn còn là củi khô củi tạp, chứ có xâm phạm đến gỗ quý của nhà vua đâu mà bắt tôi. Mày vô đền vua trả lời với ổng mày, con của tao là Dương Thiên Lôi, sai bắt ai là tao bắt nấy. Này, các của huyện sai bắt mày, đi mau. Không, tôi không đi đâu hết á. Ý cha, lệnh của quan mà mày dám cãi nữa hả? Vậy là mày tới số rồi. Tiếp tay tôi anh nhì. Anh nhào vô trước đi. Anh đi, anh nhào vô trước đi. Tôi lưng phía sau à, tiếp chuyện. Khi nào tôi thấy anh thua chừng đó tôi nhảy vô. Anh có thấy không, nó to con, tụi mình yếu xìu. Nếu mà nó chặt công tử với tôi có xa lạ gì nhau, sao lại định bắt nghi tôi có tội gì đâu. Mày có tội với vua, tội này á thi hành theo án lệnh. Anh nhất mình bắt nó đi mau, đừng để nó nói lôi thôi. Đi mày, đi mày, mày đi lẹo đi, tao lấy cây tao chọn à. Đi mày. Dò xem Lý Chân Tâm hiện đang bị giam giữ tại đâu, rồi về báo cho ta hay. Cẩn mật nhớ nhé. Thưa dân.
đang dần buông xuống. Vì sao ta mang lấy tôi tù chiều hàm quang ai thấu lòng này. Giờ đây giữa đêm sương lặng ngồi đây buông bề vách đá mỏi mắt nơi chốn quê nghèo mẹ hiền đang mong ngóng chờ con. Trời ơi, tiếng hát của ai theo gió heo bay dòng về cũng nói trong khi ta một mình một bóng giữa canh khuya nhỏ lẻ khóc duyên tình. Tao ngộ ngày qua còn nắng chút ân tình, làm sao người tiểu phu cũng khổ không chẳng no lòng ao chẳng lạnh giá. Giải cứu ta thoát khỏi cảnh hiểm nguy và cũng không nhận lãnh sự đền ơn đất nghĩa. Thế mới hay những tấm lòng nhân ai chỉ tìm thấy trong những manh áo cơ hàng. Lý chân tâm tay rồi ta cảm thấy bâng khuâng, nửa bận biểu nghĩa ân nửa thương người giàu khổ. Thức gót canh thâu nghe gió lùa dắt quê tiếng hát trên trường lai đồng bớt rèm châu. Ngồi tựa bên đèn nghe thời khắc qua trăng trọc không tròn giấc ngủ. Tiếng trong điểm sáng canh bên lầu tuy vọng lại ta nghe qua thêm tay tai ngại vàng. Ta sống êm đềm nơi cung điện vàng son, còn người ở lại chịu cảnh giam cầm nơi ngục thất. Phải cứu lý chân tâm khỏi dòng quan ức kẻo mang tiếng là người bồi nghĩa dòng ân. Thưa công nương, đêm đã khuya, mời công nương vào thư phòng ngươi nghỉ. Làm sao đi cướp công dù qua người hiền, từng tiếng trong sơn gian trong đêm vắng. Thank you.
nghe buốt đau, nhìn lên bao ánh sao mà dải dang trời cao. Trời cao có thấy chăng người ngày mang án quan, nghe dễ dung cầm cành theo tiếng chim gọi đàn tha thiết, như không than cho mong thanh hoàng xót nơi nhà kẻ ngại tình mong hàm quan về nơi chốn. Mẹ, sao mẹ lại vào được nơi này? Con ơi, mẹ nhờ người gác ngục tốt bụng nên mẹ mới vào được thăm con. Mẹ còn đang bệnh hoạn, đường xá lại xa xôi, mẹ quá lo cho con mà mẹ quên thân mẹ. Con bị người mưu hại, mẹ ngồi đứng sau. Nếu tìm gặp được con, mẹ cũng đành nhắm mắt bị giam cầm nơi lao ngục. Mẹ không ngại bao khó nhọc đường xa dịu dời, thấy mặt con mình nhìn mẹ hiền mái tóc pha sương suốt đời lẳng đằng, vì con nên đi lao khổ thân già. Người ngãi thường hay bắt nàng, hãy tin con lắm dòng lão lý, dù xa xôi mẹ đâu quan tâm thương gian. Tâm ơi nước mắt thương con từng lúc đổ gian hoàng, chân rung rẩy lần theo đường xoáy đá, mẹ đã mấy lần ngỡ đặt kiếp sức tàn hơi. Trời ơi, mẹ con tôi là những người chân thật hiền lương, sao bỗng chân tay bay quá vậy? Con trai của tôi có làm gì nên tôi mà đừng có buồn nữa. Con không có làm gì trái với luật vua phép nước, chẳng qua con bị kẻ ác tâm mưu hại mà thôi. Mẹ à, mẹ đừng có lo, đừng có buồn nha mẹ. Trời ơi, người lương thiện sao chịu lắm điều thua thiệt, còn kẻ nhan niệm lọc lừa lấy được bề trên tốt đỉnh quyền quý. Mẹ già rồi sanh kế tử quý, chỉ thương cho con trẻ quá thật thà chân chất. Mẹ muốn gào lên chứng tình trời đất, sao ông để cho kẻ ác bạo
ơn cứu sanh dù không đáng gọi là ơn, nhưng sao cô lại phải lâm vòng quanh trái. Con thơ dại bị giam cầm nơi ngục tối, còn mẹ tuổi già hiu quạnh chốn lều tranh. Mẹ đừng buồn, con nghe nói ông vua này là một vị minh quân, không lẽ thuộc cấp làm điều sằng bậy mà ổng không hay biết hay sao? Chú ở trên cao, cùng mẹ con ta là dân quê thấp cổ bé miệng kêu trời sao thâu con ơi. Hình như có tiếng chân la sắp đến đây, mẹ về nhé con. Phảng phất hương trầm quyện gió đông, cánh thâu trần trọc chốn cùng phòng. Tây lầu trong đêm giang thành nôi, độc âm đầy ngồi tựa án chưa tròn giấc ngủ, dù bồ đào đã mấy lượt đầy dơi, giữa đông thiên tuyết phủ kinh chân trời, cả vũ trụ trong màn đêm ảm đạm, càng chúng nữa để chờ trời rừng sáng. Khi tâm tư đang xao xuyến bâng khuâng, ta lo gì cơ đồ sở bàn, khi ta đã xa bằng ai chỉ gì kể từ khi hoàng hậu lên trần. Lúc công lương hãy còn nhỏ dài, nay nó đã trưởng thành, còn ta thì đã già, ta đã vào được chốn này. Tâu bệ hạ, tôi là công chúa Dế Thủy Cung, đến gặp bệ hạ để nói sở về việc hôn nhân của công chúa Thủy Du, ái nữ của bệ hạ. Quả nhân rất hân hạnh tiếp kiến công chúa Thủy Tề, xin được nghe lời chỉ giáo. Tâu bệ hạ,
người giết yêu quái để cứu Thùy Dung công chúa không phải là con cháu của quan tri huyện, mà là công của gã tiểu phu tên gọi Lý Chân Tâm. Lý Chân Tâm? Vâng, cha con lão huyện quan tra rập để đoạt công, đã bắt gã nọ giam cầm nơi ngục thất. Sao tri huyện Trần Thừa dám ỷ thế bắt giam người vô tội à? Tâu vâng, gã tiểu phu nọ tuy nghèo nàn kém học, nhưng lại là người có tài phép phi thường. Người ấy có tuyền duyên với công chúa Thùy Dung, sau này bệ hạ sẽ có được một hiền tài giúp nước. Đa tạ mấy lời chỉ giáo, quả nhân xin cung kính dân theo. Trong nay mai sở quốc khó tránh khỏi việc can qua, nhưng bệ hạ đừng lo, bởi đã có người dân ngăn trừ qua xâm lăng sở. Của công nương và của trầm đây vui mừng biết mấy. Ngày mai đây trầm sẽ đòi tội phạm đến bể rồng hỏi lại nguồn cơn để mọi việc được tường sang năm. Xin ta tự an quân. Công chúa, công chúa, Thủy Tề công chúa. À, thì ra là một giấc mơ. Nhưng mấy lời mách bảo của công chúa Thủy Tề, ta không thể xem là chim bao mộng mị. Nếu như đất nước Sở Bang có được một phò mã tài ba nâng thành đơn gia, thì cầm thu giang sơn muôn năm sẽ hương canh. Ôi giấc chim bao trong đêm vắng giữa cung phòng, nhờ công chúa Thủy Tề mách bảo, ta mới biết có một người đang chịu cảnh hàm quan. Sau những ngày nên sân tự hành, ta không ngờ nơi triều nội xảy ra điều ác tệ. Cha con tri huyện lòng quyền cây thế đã âm mưu hại dân lành. Muốn cho nước nhà được thảnh trị bình an, muốn cho bá tánh hưởng nhiều hạnh, một đấng quân vương muốn giữ yên đất nước, ta phải loại trừ bọn mọt nước sâu trong. Cung nữ cho đòi công chúa ứng hầu. Phong mang dạ, cô xin ra mắt phụ vương. Con nghe cha hỏi, có phải gã tiều phu cứu con thoát nạn hiện đang bị cha con tri huyện giam cầm? Tâu vâng, trong lúc cha bận lên Phật tự hành hương, con chưa có dịp gặp cha để trình tâu. Cha vừa nằm mộng thấy Thủy Tề công chúa, người mách bảo với cha mọi việc tỏ tường. Người bảo rằng gã tiều phu kia có duyên nợ với con, hậu cũng bởi mối duyên tiền tình. Vậy cha cho phép con đến tận nơi ngục trăng để tỏ rõ nguồn cơn.
để rồi cha sẽ xử tội trần thua. Nhớ lời khuyên của thủy tề công chúa rằng con sẽ có tiền duyên tốt trước, cha sẽ chọn lấy chân tâm một người tiểu phu làm phò mã sau trào. Dạy của phụ vương đã ta thành cho hai con đẹp thiên hạ, thương người hiền lương bỗng chốc phải mang lấy tay đường. Còn nên đến đó giữa lúc trời còn tăm tối, và nhớ kỹ điều này đừng cho ai biết cha đã hồi chiều cao. Quyện trần thừa không kiên phép nước, dám ngang nhiên bắt bớ dân lành, đã dối vua việc hạ sát yêu tinh, còn ý thế giam cầm người dân tội. Thưa công nương, đang yên ổn bỗng tai bay quả gợi, tội không làm lại chịu cảnh lao lung, đêm nằm trong ngục thất lạnh lùng, thêm chua xót cuộc đời bạc phước. Nghẹn ngào nhìn nhau nói không thành câu, từng đêm nghe tiếng ai thở dài, trách cho cơ trời phù lòng người ngay. Cuộc đời dâu bé người gian ác nhiêu nhường triệu trung, kẻ thắng ngại dương tài ngàn, đành chiều hàm quan phải mang tội tu. Đêm khuya sương lạnh nằm nghe hân sao chua cay, thương nơi quê nghèo ngày đêm mẫu thân chờ mong. Người ơi vẫn tin ngày mai, rồi đây sẽ thoát cơn nguy. Xin công nương chớ quá bận tâm đến một gã tiểu phu quê mùa cơ khổ. Tôi đã từng quen với nắng mưa sương gió, thì đâu quán chi nỗi gian lao đài đọa chốn lao. Chẳng biết quanh tôi ai bạn giới ai thù, năm tháng cháo rau sớm chiều mưa nắng, chỉ mong cuộc đời mình được giữ bình yên. Nhưng ngày này gặp cảnh không may, thôi thì đành nhắm mắt đưa chân theo định số. Chỉ thương cho người mẹ già nua một mình nơi mây la, phải sống bờ vờ với tháng lùng năm tàn. Xin người hãy an lòng, tôi sẽ cố gắng giúp cho người được giải thoát và trừng trị kẻ xem thường phép nước. Công nương ơi, buổi gặp ban đầu nơi bãi xa, được công nương ban cho mấy lời vàng ngọc, bao nhiêu đó tôi cũng thấy đời tôi vô cùng diễm phúc. Bởi thân phận một kẻ pháp hèn thì còn cao vọng gì hơn. Thôi đêm đã gần tàn, trống đã trở sang canh,
tinh công nương quay góp hồi điện cát. Kéo giữa đêm tối sương dầm gió tạc, e tốn hào dốc ngọc thân vàng. Xin công nương đừng nhọc lòng lo lắng cho tôi, đừng bận tâm nghĩ đến một bần dân khốn khổ. Ngoài kia sương đổ mịt mù, nhức nhức lao tù tôi ngỡ đến thiên thu. Xin gia tư lùi bố cội cô, chốn đây thương ai quá lắm lâu. Qua tên sẽ tầm đánh bệnh ơn tri hồ mong sao cho dễ. Xin công nương trở lại cung hoàng, tôi sẽ lo giải quan cho chàng. Chàng nơi này đang mối tình ngóng trông, hãy luôn dừng lân quốc, không tan thành giết tề Ngụy cầu hôn, lại còn định gả công nương cho một gã tiều phu phố sách. Ngụy tề hai nước đồng loạt cử binh, một trận thư hùng quyết đạp bằng Sở quốc. Trẫm đã đoán trước sẽ có ngày này, và trẫm cũng đã tiên liệu để đưa người ra ứng chiến. Hiền Khanh hãy mang chiếu chỉ này đến Trần Thừa, bảo ông ấy và hai công tử Trần Nhất và Trần Nhị, cả ba phải lập tức kéo quân ra nghênh chiến với hai hoàng tử Ngụy Tề. Một mặt Khanh tìm đến nơi giam giữ Lý Chân Tâm, nói rằng có lệnh ta dời đến Bệ Rồng. Khanh lo sắp đặt binh mã sẵn sàng, trẫm sẽ cho Lý Chân Tâm xuất trận. Trẫm còn lạ gì đám ô lại tham quan, một lũ bất tài là cha con tri huyện, cam kết với nhau để hại người lương thiện. Bắt giữ giam cầm một kẻ thường dân, trẫm đã tung tin sang lân bang Tề Ngụy rằng sẽ gả công nương cho tên tiểu phu Hạ Tiền. Để xem phản ứng của hai hoàng tử thì đúng như lời ta liệu trước không sai. Bệ hạ tiên đoán như thần, nhờ có việc này mới rõ lòng gia lân bang. Thần xin sang ngay dinh tri huyện Trần Thừa và báo tin mừng đến Lý Chân Tâm. Trời đất quỷ thần ơi, hồi nào tới giờ tôi có biết tiếng võ nào đâu mà sai tôi đi đánh giặc. Thằng cha vua này nè, nó chơi xỏ mình mà. Đó là tại cha đó, biết không? Tại tao sao? Cha nói láo với vua, cha truyền nghề cho con mời giết được yêu tình, rồi bây giờ trách ai? Tao xạo với thánh hoàng á là cũng có lý do, là muốn cho mày làm phò mã với người ta. Nhưng phò mã đâu chưa thấy, giặc kêu đến rầm rầm, thì ông vua chơi xỏ nên mới chết tao với mày nè. Con là một kẻ vô can, phải nhảy vào chịu chết mới quen. Thôi câm họng lại, giặt rầm rầm rộ rộ, mày khóc hoài nó cũng không tha. Tao có cái này. Cái gì đó cha? Mình xúm nhau chạy trốn là xong. Ừ, đúng chạy rồi, con chạy 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 chạy, 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 chạy.
Đứng lại. Dạ. Gã kia. Dạ. Tên họ là gì? Nói mau rồi chịu chết. Dạ. Tôi là Tri Huyện, danh tánh Trần Thừa, dân chiếu chỉ đức vua, ra đây dạ chào hoàng tử. Câm. Dạ. Đây là chiến địa không phải dinh đường, hãy xem mộ thần gươm của ngụy trà hoàng tử. Cứu tao với tụi bay ơi, cứu tao với. Dạ, hai em là Nhất Nhì, con cháu của ông kia. Hai đứa em bé bỗng dại khờ, hai ông cô chém xin chém cho nhẹ nhẹ. Im! Thứ công tử bột cũng bị đặt mang gươm. Dạ, tại lệnh của Sở Dương chứ tụi em dở ẹt à. Không nói nhiều, hãy đỡ. Tên họ là gì? Nói mau! Ta là Lý Trần Tâm, tuổi Mậu Thìn 24 tuổi, quê quán ở tại Lâm Tòng, ta chuyên môn làm nghề đốn củi. À, ngươi là Lý Trần Tâm mà! Phải, ngươi là một đứa tiểu phu, con cái của hàng chân già. Tại sao vua Sở bằng lòng khen chọn ngươi về làm phò mã? Hãy nói cho chúng ta nghe, bằng công ngươi sẽ bị rơi đầu. Nói mau. Hai người muốn rõ đuôi đầu thì cứ vào chiều mà hỏi Sở Dương. Còn tại sao hai người khởi sự can qua, mau nói cho rành, bằng công hãy coi chừng lưỡi búa của ta. Tên đốn củi kia có ta. Hai chúng ta là hoàng tử Tề Trào và Ngụy Quốc, đã từng nhờ mai mối sang nước Sở cầu hôn. Ngụy với Tề đều là hai nước đại bang, tại sao cả hai đều bị Sở Dương từ khước? Tại sao cười? Hai ngươi là hoàng tử mà nói năng khờ khạo, hỏi nhiều câu quá đổi ngây ngô. Vua của nước ta chê hai ngươi vô tướng bất tài, cho nên mới không nhận là rể chứ có chi là lạ. À, vua ngươi chê bọn ta vô tướng bất tài, còn ngươi tài cán gì? Ngươi muốn biết tài của ta, hãy giao chiến thử xem. Nói không phải khỏe chưa tất cả cây rừng, nào sớm nào sau, nào cắm lai gỗ chắc chỉ vài búa thôi là ngã rạp ráo trơn, huống hồ đầu của các ngươi chứ. Tên khùng này chúng ta giết thật bẩn gươm, nhưng tội vinh quang của nó thật khó dung. Giết bức nó đi đừng để nó nhiều lời, rồi ta kéo binh vào dẫn tội Sở Dương. Chạy đi đâu cho khỏi tay ta, đuổi theo. Mừng quá, hết đường chạy rồi, phen này chắc chắn. À, nhớ lại rồi, viên ngọc ước của công chúa Thủy Tề tặng mình. May quá, còn đây, Thủy Tề công chúa phù hộ cho tôi. Ước gì kẻ bố này bài tới chém hai tướng giặc rụng đầu phô biến. Dạ, đã đến bãi biển Tiên Sa, ngồi phò mã và công nương vô hoàng. Công hai chú khiên chịu cực khổ, tỳ nữ đâu? Tặng hai chú này mỗi chú một nén bạc. Xin vâng. Công chúa hãy cùng tôi xuống bãi Tiên Sa ngắm cảnh. Ê, hả? Tụi mình á, lúc này ngon nha. Sao? Được thằng Lý Chân Tâm nó kêu bằng chú. Anh sao anh dốt quá đi. Sao dốt? Nó kêu mình bằng chú, đó là chú em, chứ bộ chú là chú bác sao? Nó muốn làm anh hai tụi mình đó, hiểu chưa? Trời đất, mà nghĩ cũng tức thiệt. Gì tức? Cái thằng đốn củi mạt rệp vậy mà được làm phò mã. Còn tụi mình nè, đường đường là hai công tử, mà bây giờ lại phải làm hai đứa quân hầu. Tức cái gì? Tức cái gì ông ơi?
tại cha mẹ nó tu nhân tích đức nên ngày nay nó mới được giàu sang. Còn cha tụi mình chuyên hút máu dân lành nên tụi mình mới thành hai tên phu khiên kiệu nè. Nhưng mà nghĩ lại á, cũng đáng đời cho hai đứa tụi mình. Học hành thì dốt đặc đáng mai, còn võ nghệ á, thì có môn trói gà. Nhờ thánh thượng tha cho tội chết, bởi ông vui mừng vì việc mới gả con. Bằng không á, thì cái tội khi quân, cái tội nói láo có môn đứt đầu. Thôi, có mấy nén bạc trong túi nè, tôi với anh á, kiếm cái quán nào gần đây á, làm vài chén lai rai. Đi. Lý Chân Tâm chàng đã thoát khỏi dòng lão lý, lại được phụ vương hạ chỉ tứ hôn. Tôi với chàng ắt có tiền duyên, nên nay mới được một nhà sum họp. Đội ơn Chúa Thượng và cảm nghĩa công nương. Nhưng nghĩ lại, tôi là kẻ quê mùa ít học, làm phò mã triều đình e không tránh khỏi tiếng dèm pha. Công của chàng dẹp được Ngụy Tề, sao lại không xứng đáng với chức danh phò mã? Còn nếu chàng ngại việc kém bề học thức, tôi tình nguyện hướng dẫn cho chàng biết chữ nghĩa văn chương. Chàng sẽ dạy cho tôi tánh nhân từ, phúc hậu hiền lương, để mai sau nối nghiệp để chăn dân trị. Chuyện ngày xưa người ơi nhớ chăng, chốn này ta đã gặp nhau. Đến bây giờ Loan Phùng thành đôi, cay đắng nay đã qua rồi chẳng còn thương đau. Bao đêm thức đợi chờ mặt nhạt, hoàng thiên không phụ người hiếu trung. Nay cuộc đời đổi thay, sống bên nhau ta giữ cho cơ đồ ngàn năm vững bền. Phò mã công chúa, Thủy Tề công chúa mừng người đã qua cơn giận dữ, lại được cùng công nhân cá nghĩa châu trần. Viên ngọc ngày xưa tôi tặng cho chàng, xin chàng trả lại để tôi đem về thủy. Xin cầu mong ngàn năm sẽ kết môi duyên lành, chốn hoàng cung cùng vui câu ân tình trăm năm. Vậy xin ngàn năm ghi nhớ chẳng quên, nguyện chinh lòng làm theo những điều thiện tâm. Chớ nghĩa ân đến nay đôi ta vui hồi tao phùng, mừng non sông ngày hôm nay không còn bên nào. Sống có nhau với bao mơ ước tươi đẹp trong đời, mai đẹp tươi đang giang tay đón chờ. Nhưng nghĩa anh đến nay cùng nhau vui hồi tăng mừng non sông ngày hôm nay không còn bình đau. Sống có nhau với bao mơ ước tươi đẹp trong đời, một ngày mai đẹp tươi đang giang tay đón chờ. Lại cho Thủy Tề công chúa xin dạ.